Cuộc đời đau khổ, bất hạnh, điên loạn của vua Lý Huệ Tông, tên Húy là Hạo Sảm, con trưởng của vua Cao Tông, lên ngôi cuối năm 1210, ở ngôi 14 năm. Năm 1224, vua nhường ngôi cho con gái thứ là Lý Chiêu Hoàng rồi đi tu ở chùa Chân Giáo, sinh ra vào thời loạn lạc, ngay từ khi còn là hoàng thái tử. Lý Huệ Tông đã phải bao phen chạy loạn khốn đốn bởi cảnh chém giết trong triều giữa quan lại và phe phái cắt cứ bên ngoài. Không những thế, ông còn phải chứng kiến cuộc xung đột trong nội bộ hoàng tộc giữa mẹ và vợ. Mặc dù ông ở ngôi vua, nhưng mọi việc trong triều chính đều do Trần Thủ Độ điều hành. Năm 1224, vua bị bệnh nặng rồi phát điên. Vua nhường ngôi cho con gái thứ là Lý Chiêu Hoàng rồi đi tu ở chùa Chân Giáo. Sau đó, Huệ Tông bị nhà Trần bức tử. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!